Vụ bê bối kiểm tra an toàn ô tô của các nhà sản xuất Nhật Bản đã lan rộng trong ngày 3 tháng 6 khi Toyota, Moto và Mazda đều tạm dừng xuất xưởng một số mẫu xe sau khi giới chức Nhật Bản phát hiện ra những bất thường trong các đơn xin chứng nhận cho một số mẫu xe. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch Nhật Bản cho biết những bất thường cũng được tìm thấy trong các đơn xin của Honda, Suzuki và Yamaha Moto. Các nhà sản xuất ô tô này đã bị phát hiện cung cấp dữ liệu kiểm tra không chính xác hoặc đã bị can thiệp khi nộp đơn xin chứng nhận cho xe. Nhật Bản đã yêu cầu Toyota, Mazda và Yamaha tạm dừng xuất xưởng một số mẫu xe. Nhà chức trách cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở chính của Toyota ở tỉnh Aichi vào ngày 4 tháng 6. Là ngày hôm nay, tại cuộc họp báo diễn ra chiều qua, thì Chủ tịch Tập đoàn Toyota Moto đã gửi lời xin lỗi tới toàn bộ khách hàng và những bên liên quan vì những hành vi gian lận liên quan tới quá trình cấp giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe bán tại thị trường trong và ngoài nước.